và lâu rồi em nhỉ, ta chưa gặp lại nhau. Tôi muốn nhìn em cho thật kỳ để nói được vài câu. Có gì đâu em ơi, bạn chắc hay ta là người lạ. Vô tình ta chạm mặt nhau giữa hàng vạn người qua. Em thì vẫn cứ đẹp như những ngày đầu bên tôi. Ly rượu cay kia vẫn đông đầy, giọt lệ hồng còn trên môi. Nên thôi em cứ việc bước, nơi phía trước chẳng còn bước thôi. Cứ sống tốt em nhé, đừng để giọt hồng để tôi ngước môi. Và có bao giờ em đã từng nghĩ tôi đã yêu em như thế nào chưa? Và nếu hôm đó đừng về người thương, cơn mưa chiều kia không nặng hạt, thì có lẽ ta chẳng gặp nhau để cuối con đường ta đâu phải lạc dưới nơi biển người mênh mông. Nụ cười trên môi nơi em vẫn nở, vậy tôi buồn người còn đến không chút vì mặn. Nơi câu hỏng tôi vẫn còn vương, bằng chắc hay ta là người xa lạ. Vậy sao lòng tôi vẫn còn thương, câu hỏi tôi vẫn đặt ra. Ta đã là gì của nhau em ơi, là hai người lạ bước qua đời ta là gì mà của em nhau ơi. Đâu em ta là gì? Hai người lạ thôi mà em ơi. Ta là gì của nhau đâu em? Ta là gì của nhau? Người từng thương thôi mà em ơi. Người từng thương thôi mà em. Ta là gì của nhau em ơi? Qua những ngày tiếng em cười, giọng em nói tôi cũng đã quên. Ta là gì của nhau đâu em? Gần nhiều khi tôi không còn nhớ kể cả cái tên. Khi tôi em và tôi, em và dường như ta là người xa lạ thôi mà em ơi. Và cách nào đó tôi tìm về em, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi. Vẫn còn đó kỷ niệm ngày đầu, chỉ có em là xa thôi. Điều nhạc buồn ai còn ngân nga, như cung đàn sao lỗi nhịp. Khi hạnh phúc nếu em quá xa, tôi chẳng thể nào mà đuổi kịp. Có ai từng nói với em là người nó yêu nhất? Có ai từng nói với em, thứ quý giá em đem vứt? Có ai đứng chờ hàng giờ như mưa chỉ để được gặp mặt em? Có ai đã từng chứa em hay chỉ mình tôi thôi em? Và nếu một ngày em tìm gặp tôi chỉ trong giấc mộng, liệu ngày đó nước mắt có rơi, em có buồn vì tôi không? Sẽ chẳng còn có một người lạ âm thầm quan tâm em qua từng ngày. Sẽ chẳng còn những dòng trạng thái tôi dành cho em những ngày. Sẽ chẳng còn là bài rắc buồn, nhưng thay vào đó là bản thân ca. Em chẳng nghe được lời tôi nói, vì ngày đó tôi đã rất xa em. Vì ngày đó tôi và em là người xa lạ thôi mà em ơi. Ta là gì của nhau đâu em? Ta là gì của nhau? Hai người lạ thôi mà em ơi. Ta là gì của nhau đâu em? Ta là gì của nhau? Người từng thương thôi mà em ơi. Người từng thương thôi mà em. Ta là gì của nhau em ơi? Qua những ngày tiếng em cười, giọng em nói tôi cũng đã quên. Ta là gì của nhau đâu em? Gần nhiều khi tôi không còn nhớ kể cả cái tên. Khi tôi em và tôi, em và dường như ta là người xa lạ thôi mà em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.